Quý vị và các bạn thân mến, trong khi cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế của quân và dân ta đang giành được thắng lợi quyết định, thì tình hình biên giới phía Bắc lại thêm diễn biến xấu. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh nổ ra trên suốt dải biên giới, từ Móng Cái tới Lai Châu. Trước tình hình đó, lực lượng đặc công được Bộ Quốc phòng điều động gấp, tăng cường cho các đơn vị chiến đấu. Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới, các đơn vị đặc công đã xuất trận bí mật bất ngờ, luồn sâu lót sát, lấy ít đánh nhiều, đánh hiểm thắng lớn. Đặc công Việt Nam là một đơn vị tinh nhuệ khiến quân bành trướng Trung Quốc hoang mang và khiếp sợ. Chúng ta đã biết rằng, vào thời điểm Trung Quốc nổ súng xâm lược, 3 trong số 4 quân đoàn chính quy của Việt Nam đang tập trung ở khu vực phía Nam, nên phòng thủ ở biên giới với Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực quân khu, phần lớn là tân binh của quân khu 1 và 2, cùng các đơn vị bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương tỉnh, huyện, công an vũ trang, du kích xã và dân quân tự vệ. Lực lượng tinh nhuệ nhất của phía Việt Nam đứng chân trên khu vực biên giới Việt-Trung là Sư đoàn 3 đóng ở Lạng Sơn và Sư đoàn 316A đóng tại Sapa. Ngoài ra còn có các sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, sư đoàn 326 ở Phong Thổ, Lai Châu. Lực lượng độc lập của ta gồm các trung đoàn 141, 147, 148, 197, trung đoàn pháo binh 68, các trung đoàn quân địa phương 95, 121, 192, 254 và 741. Để đối phó với lực lượng tấn công tới 60 vạn người của Trung Quốc, bao gồm 32 vạn quân chính quy và 30 vạn dân binh. Lúc đó lực lượng phòng thủ biên giới của chúng ta chỉ có tổng cộng khoảng 7 vạn quân. Để tăng cường cho lực lượng phòng thủ biên giới, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng của các quân khu tuyến sau lên tiếp viện cho quân khu 1, đảm nhận trách nhiệm phòng thủ chặn giặc trên hai hướng chính là Cao Bằng và Lạng Sơn. Tháng 2 năm 1979, Bộ Quốc phòng lệnh cho Bộ Tư lệnh Đặc công điều động Tiểu đoàn Đặc công 45 phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tham gia chiến đấu, hành quân từ đêm 17 tháng 2 đến 22 giờ ngày 19 tháng 2. Tiểu đoàn Đặc công 45 đã đến được vị trí tập kết. Tiểu đoàn lúc đầu do Đại úy Phạm Xuân Trường chỉ huy, sau đó do Thượng úy Hoàng Mạnh Thời chỉ huy. Cùng đi với tiểu đoàn có trưởng phòng Đặc công Quân khu 1, một số phái viên của Bộ Tư lệnh Đặc công và trợ lý Đặc công quân khu. Tiểu đoàn nhận lệnh chiến đấu gấp, đơn vị đang huấn luyện với cơ động hàng trăm cây số nên sức khỏe giảm sút, địa bàn tác chiến mới lạ nên chưa quen địa hình. Trong khi đó, đối tượng tác chiến cũng mới lạ nên ta cũng chưa rõ trình độ và khả năng chiến đấu của đối phương. Hơn nữa, Tiểu đoàn Đặc công 45 là đơn vị mới được thành lập, chưa tham gia chiến đấu trận nào nên còn thiếu kinh nghiệm. Khi đó mình mới tròn 18 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng vẫn viết đơn xin nhập ngũ như bao người khác. Cựu lính đặc công Dương Văn Lực, quê xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, hiện là trưởng ban liên lạc cựu chiến binh đặc công tỉnh Vĩnh Phúc đã mở đầu câu chuyện như vậy. Chỉ sau 6 tháng huấn luyện ở Hòa Bình, ngày 20 tháng 12 năm 1978, tiểu đoàn đặc công 35 của Dương Văn Lực và những chàng trai trẻ Vĩnh Phúc đã được lệnh cơ động gấp vào mặt trận biên giới Tây Nam, rồi tiến sâu sang đánh quân Pol Pot ở Campuchia. Khi đang tiến sâu đánh bên đất Campuchia, thì nghe tin hơn 60 vạn quân bành trướng Trung Quốc bất ngờ tràn qua Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Tiểu đoàn đặc công 35 chúng tôi được lệnh cơ động gấp ra Hà Nội để lên Lạng Sơn. Cả tiểu đoàn mấy trăm lính về đến sân bay Pleiku để bay ra Hà Nội thì bất ngờ gặp được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay. Đại tướng căn dặn lính đặc công, ra trận thì phải thắng. Ngày 26 tháng 2 năm 1979, bay ra Gia Lâm và đi tàu hỏa lên ga kép Bắc Giang, chuyển sang ô tô nhằm thẳng hướng Lạng Sơn. Dọc đường đi, già trẻ lớn bé người dân tộc Tày, Nùng, lũ lượt gồng gánh, dắt díu nhau chạy ngược về. Chỉ có mỗi chúng tôi nhằm hướng biên giới là đi lên. Nhìn cảnh người dây chạy loạn, cảnh đổ nát, chết chóc của làng quê. Chúng tôi chỉ muốn xung trận ngay. Ông Lực nói. Anh hùng Trung tướng Đào Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội Chiến binh thành phố Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kể về các trận đánh ở Cao Bằng cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1979 như sau. Sinh năm 1954, ông Quân là lính tiểu đoàn đặc công 31, Bộ Tư lệnh Đặc công, vào chiến đấu ở Quảng Trị trong cuộc chiến chống Mỹ. Năm 1974, ông Quân được chọn đi học sĩ quan đặc công rồi phân về tiểu đoàn 45. Trung tướng Quân nhớ lại,
khi các đơn vị khác được điều động vào mặt trận biên giới Tây Nam, thì riêng đơn vị ông vẫn được lệnh ở lại đất Bắc. Chính vì thế, ngay sau khi nổ súng đồng loạt trên dặm dài biên cương phía Bắc, tiểu đoàn đặc công 45 của ông với gần 500 người đã nhận nhiệm vụ phối thuộc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tham gia chiến đấu hành quân ngay trong đêm. 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2, tất cả các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đã vào vị trí sẵn sàng, triển khai đào hầm hào công sự chiến đấu. Trong đợt 1, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, tiểu đoàn thực hiện đánh phòng ngự, chốt giữ mục tiêu, kết hợp với phản kích. Đợt hoạt động thứ 2 của tiểu đoàn diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến 14 tháng 3. Tiểu đoàn tổ chức đi trinh sát 4 điểm, đánh 2 trận, một trận phục kích, một trận tập kích. Ngày 10 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn tổ chức phục kích nhằm tiêu diệt đoàn xe cơ giới của đối phương trên quốc lộ 3. Lực lượng luồn sâu của tiểu đoàn có 3 mũi phối hợp với dân quân du kích địa phương bí mật áp sát phục kích địch ở khu vực đồi Nà Cay. Mỗi một có 20 chiến sĩ do đồng chí Đào Văn Quân chỉ huy trưởng, đồng chí Tường Duy Chính là chỉ huy phó. Mũi 2 có 19 chiến sĩ là mũi phụ. Mũi 3 là bộ phận cối 82 ly do anh Dương chỉ huy, có nhiệm vụ bắn kiểm chế địch, đề phòng chúng phản ứng vào đội hình của đơn vị. Sau 2 đêm hành quân đến bản Nà Tòng thì đơn vị được lệnh dừng lại để trinh sát. Có 3 dân quân khu Thanh Sơn là Phan Thị Hoa, Lã Thị Sự và Vương Văn Ngô được điều đến dẫn đường cho các đơn vị. Tất cả được lệnh đi sâu vào khu chiến, nơi địch đóng dày đặc trên các đồi Thiên Văn, pháo đài. Riêng ở đồi Thiên Văn có tới một trung đoàn, hàng ngày chúng canh gác trên đoạn đường ra vào cửa ngõ thị xã. Nhiệm vụ của tiểu đoàn đặc công 45 là phải đánh nhanh rồi tản nhanh, nếu không sẽ bị hãm trong vòng vây của địch. Trời vừa sáng thì đơn vị cũng đào xong công sự và địch bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ là một chiếc xe tải từ Tài Hồ Xìn chạy tới. Đến chân đồi Nà Cay, chiếc xe dừng lại để những tên lính đối phương bốc hàng rồi vào bản vơ vét gà, vịt, lợn của dân. Đến 8 giờ 30 phút, 8 chiếc xe tải khác chứa đầy hàng và xe đạp hỏng vẫn từ Tài Hồ Xìn chạy về thị xã. Nửa giờ sau có 17 chiếc xe chở đầy quân địch và đạn tên lửa H-12 từ thị xã Cao Bằng chạy qua trận địa. Nguyễn Văn Thành, nguyên chiến sĩ đại đội 1 tiểu đoàn đặc công 45 kể: khi chiếc xe cuối cùng vào đúng vị trí khóa đuôi thì đồng chí Nguyễn Văn Sinh được lệnh nổ súng. Trên vai anh, quả đạn B-41 lọt ra khỏi nòng, cắm vào thùng xe, nổ tung. Tiếp đó là tiếng thủ pháo, lựu đạn nổ, xen lẫn từng tràng liên thanh của AK dồn dập đánh địch. Ở vị trí phía trước trận đầu, chiến sĩ Hà Văn Nhạc bắn 3 viên AK báng gấp, tiêu diệt tên cầm lái. Chiếc xe thứ hai bị đại đội phó Tường Duy Chính tiêu diệt bằng một quả B-41. Đạn tên lửa H-12 trên xe bị đốt cháy nổ tung liên tiếp. Thế là cả đội hình 14 chiếc còn lại với hơn 200 tên địch nằm gọn trong tầm súng và biển lửa. Chỉ huy trưởng Đào Văn Quân chỉ huy các chiến sĩ Lợi, Công, Đề và anh dân quân Vương Văn Ngô đánh tạt sườn. Đồng chí Quân bắn luôn 6 phát B-41 vào 6 chiếc xe đang nối nhau, bóp còi inh ỏi để tìm đường tẩu thoát. Địch từ trên xe nhảy xuống chỉ kịp dúi đầu xuống sàn xe hoặc nằm dạp xuống hai bên rãnh thoát nước. Từ trên cao, chiến sĩ ta chỉ việc bỏ lựu đạn, thủ pháo, bắn AK xuống tiêu diệt hết quân địch. Trong lúc đơn vị đang tiêu diệt đoàn xe của đối phương thì hàng trăm tên địch chốt trên các đồi Thiên Văn và Yên Ngựa nghe thấy tiếng súng nổ đã bỏ súng vội vã chạy lên đồi cao, nhìn ngọn lửa đang bốc nghi ngút từ mặt quốc lộ 3. Chớp thời cơ, trung đội trưởng cối 82 ly ra lệnh đánh. Hàng chục quả đạn đã được tính toán kỹ lưỡng, phần tử bắn nối đuôi, dội lửa xuống đầu địch, tiêu diệt hơn 100 tên nữa. Tất cả trận đánh chỉ diễn ra trên 20 phút, khi bọn địch phản ứng thì đơn vị đã nhanh chóng theo 3 chiến sĩ dân quân thọc qua bản Nà Cay, trở về vị trí tập kết. Có thể nói trận đánh phục kích trên quốc lộ 3 đã đạt hiệu suất cao, thắng lợi giòn giã. Tiểu đoàn đặc công 45 được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Nhiều tập thể, đại đội và cá nhân được tặng thưởng huân chương và bằng khen. Ngay sau trận thắng đó, tiểu đoàn đặc công 45 tổ chức tiếp trận tập kích bí mật đối phương tại khu vực đường số 4. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 79, tiểu đoàn tiếp tục bám trụ, đồng thời tổ chức lực lượng truy kích đối phương trên đường rút chạy. Mặc dù đường hành quân xa, công tác bảo đảm khó khăn, nhưng đơn vị vẫn kiên quyết chấp hành nhiệm vụ, hành quân liên tục suốt ngày đêm, đến các khu vực được phân công, sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ.
Cần nói thêm rằng, ngày 25 tháng 2, quân đoàn 14 thuộc quân khu 1, quân đội nhân dân Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Thống nhất Lạng Sơn được thành lập tại Mai Sao. Lực lượng bao gồm các sư đoàn 3, 327, 338, 337 và sau này có thêm sư đoàn 347 cùng các đơn vị trực thuộc khác. Bắt đầu từ ngày hôm đó, các đơn vị này được triển khai phòng thủ tại điểm nóng nhất lúc này là mặt trận Lạng Sơn, trừ sư 337 đang từ quân khu 4 ra, đến ngày 2 tháng 3 mới triển khai xong đội hình ở khu vực cầu Khánh Khê. Bộ Quốc phòng còn tăng viện thêm trung đoàn pháo phản lực 204, có một tiểu đoàn pháo phản lực BM-21 vừa được Liên Xô viện trợ. Trung đoàn đặc công 198, trung đoàn 98 thuộc sư đoàn công binh 473, lữ đoàn công binh 229, đoàn Sông Đà, đơn vị súng phun lửa của trung đoàn phòng hóa 86 cho chiến trường Lạng Sơn. Ngoài ra, quân khu 1 thành lập thêm các đơn vị mới và chủ động điều lực lượng dự bị tăng cường cho các hướng. Trung đoàn 197 Bắc Thái được phái đến chi viện cho hướng thị xã Lạng Sơn và trung đoàn 196 Hà Bắc bổ sung lực lượng cho hướng Đình Lập. Quân khu 1 còn thành lập thêm sư đoàn bộ binh 311 trên cơ sở trung đoàn 38 sư đoàn 473, được tuyển lựa thêm tân binh mới gia nhập quân ngũ và những cựu binh chiến tranh chống Mỹ vừa tái ngũ, đồng thời tiến hành các hoạt động tác chiến vào sâu trong hậu phương địch. Ở hướng Cao Bằng được tăng cường trung đoàn 183 Hải Hưng, tiểu đoàn đặc công 45, tiểu đoàn pháo tầm xa 122 ly của lữ đoàn pháo binh 675, tiểu đoàn tên lửa chống tăng B-72, trung đoàn 38 của sư đoàn công binh 473, tiểu đoàn 126, 127, bộ đội địa phương tỉnh Bắc Thái, sau này tách ra là tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, cùng một số tiểu đoàn tự vệ của nhà máy gang thép Thái Nguyên, công ty xây lắp luyện kim, v.v. Hướng Hoàng Liên Sơn cũng được tăng cường một số đơn vị, trong đó có tiểu đoàn pháo tầm xa của lữ đoàn pháo binh 368. Tính chung tổng cộng 2 sư đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn đặc công, 2 tiểu đoàn pháo tầm xa và 25 đoàn dự nhiệm cùng nhiều đơn vị binh chủng và dân quân tự vệ các địa phương của quân khu 1, 2, 3, 4 và thủ đô Hà Nội đã được điều động lên biên giới tham gia chiến đấu hoặc sẵn sàng chiến đấu. Cuối tháng 2 năm 1979, trước tình hình chiến tranh nổ ra trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, Tổng tham mưu trưởng ra quyết định điều động tiểu đoàn 47 quân khu 7 về trực thuộc mặt trận 479, tiểu đoàn 406 quân khu 5 về trực thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, tiểu đoàn 44 ở lại thuộc đội hình quân đoàn 4. Nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, ngày 1 tháng 3 năm 1979, trung đoàn 198B hành quân gấp về nước tăng cường cho quân khu 1. Tiếp đó, tháng 6 năm 79, Bộ điều động trung đoàn đặc công 113 đang ở chiến trường Campuchia về nước làm lực lượng cơ động của Bộ. Tiểu đoàn đặc công 45 đã sáp nhập và trung đoàn đặc công 113. Theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, tháng 12 năm 1979, tiểu đoàn 1A và đoàn A54, đoàn S74 hoạt động ở phía Tây được lệnh về nước trực thuộc đoàn đặc công 1, Bộ Tư lệnh đặc công. Như vậy, đến cuối năm 1979, lực lượng cơ động chiến đấu của binh chủng đặc công đang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn đã về nước làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Từ khi chiến sự ở biên giới phía Bắc bùng nổ, Bộ Tư lệnh đặc công đã tổ chức nắm đối tượng tác chiến mới trên các hướng, nắm chắc tình hình mọi mặt về địa hình và thời tiết, xây dựng các kế hoạch tác chiến, xác định các hình thức chiến thuật, thế đánh linh hoạt của đặc công. Năm 1980 và những năm tiếp theo, đối phương vẫn tiếp tục sử dụng hỏa lực, binh lực, đánh phá và lấn chiếm nhiều nơi trong nội địa các tỉnh biên giới phía Bắc, nhất là từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 7 năm 1984. Đối phương liên tục dùng sinh lực và hỏa lực mở nhiều đợt tiến công lấn chiếm 27 khu vực và 243 điểm cao. Trước hành động dùng vũ trang xâm lược lấn chiếm của đối phương, bộ đội đặc công đã cùng với quân dân các tỉnh biên giới tiếp tục chiến đấu đánh trả quyết liệt, giữ vững các điểm mà đối phương có ý định lấn chiếm.